Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa thánh Vatican sắp đến thăm Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa thánh Vatican là Đức Giám mục Paul Richard Gallagher sẽ tới thăm Việt Nam kể từ ngày 9 cho tới 14 tháng 4, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết đây là chuyến viếng thăm đầu tiên cấp Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa thánh Vatican đến Việt Nam. Trong chuyến viếng thăm này, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa thánh Vatican sẽ hội kiến với Thủ tướng của Việt Nam là ông Phạm Minh Chính, gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam là ông Bùi Thanh Sơn và đến thăm Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher cũng sẽ đến thăm Bệnh viện Nhi đồng Trung ương Hà Nội, nơi đã hợp tác y khoa với Bệnh viện Bambino Jesus của nước Ý kể từ năm 2005, sau đó, ngài sẽ cử hành thánh lễ tại các nhà thờ chính ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Bên cạnh đó là ngài sẽ gặp gỡ chung toàn thể hội đồng giám mục Việt Nam trước khi kết thúc chuyến viếng thăm. Đức Tổng giám mục Gallagher đảm nhận vị trí Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican kể từ năm 2014. Ngài có thể nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Tòa Thánh Vatican là tổ chức cao nhất của Giáo hội Công giáo La Mã thế giới. Từ năm 1990, Tòa Thánh Vatican hàng năm cử phái đoàn thứ trưởng ngoại giao đến thăm Việt Nam, cũng như trao đổi các vấn đề mục vụ của giáo hội. Từ tháng 1 năm 2011, Tòa Thánh bổ nhiệm đặt phái viên không thường trú tại Việt Nam. Cuối năm ngoái, Đức giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Mark Juraski trở thành đại diện thường trú đầu tiên của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Trang của chính phủ Việt Nam chỉ trích nam Facebooker ngoại quốc về hành vi phỉ bán. Trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam vừa lên tiếng chỉ trích một người ngoại quốc có vẻ như là người Mỹ về hành vi phỉ bán trong một video đăng trên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận nội dung của bài đăng cho thấy sự lo ngại về hành vi tiêu cực của du khách này không chỉ làm tổn thương hình ảnh của người việt mà còn của người mỹ bài viết còn đi kèm với một bức ảnh chụp màn hình từ ứng dụng mạng xã hội tiktok cho thấy phụ đề sai về cảnh sát và người dân việt nam trong ảnh cũng có thể thấy tên chủ tài khoản là small brain american và tên của đoạn video là vietnamese police wanted a bribe nghĩa là cảnh sát Việt Nam muốn một khoản hối lộ. Video gây tranh cãi dài khoảng một phút ghi lại cảnh một nhóm người nước ngoài bị cảnh sát Việt Nam kiểm tra giấy tờ khi đi xe máy. Trong đoạn video, các phụ đề không ăn khớp với nội dung thực tế của cuộc trò chuyện giữa cảnh sát và người nước ngoài. Sự việc này đã gây phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng khi nhiều người chỉ trích lên án hành vi phỉ bán, xuyên tạc thông tin. cả trang thông tin chính phủ và trang Facebook Small Brain American nơi đăng video đều nhận được nhiều phản hồi chỉ trích. Các ý kiến từ dư luận đều đòi hỏi cần có biện pháp trừng phạt nặng đối với những hành vi phỉ bán và gán ghép lời nói không đúng sự thật trong video. Một số còn đề nghị trục xuất người chủ trang Small Brain American để ngăn chặn việc làm tổn hại đến quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia phương Tây. Xong qua bản tin về kinh tế thì Việt Nam có lợi thế hơn Ấn Độ khi mà nhiều hãng xưởng chuyển ra khỏi Trung Cộng. Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và các công ty nước ngoài trong lúc các hãng xưởng di dời ra khỏi Trung Cộng. Chính phủ của Tổng thống Joe Biden cũng khuyến khích các công ty của Hoa Kỳ hãy tìm kiếm cơ hội sản xuất ở các quốc gia khác. Và trong số đó, Việt Nam cùng với Ấn Độ được xem là sự lựa chọn hấp dẫn nhất. Theo đài CNBC và Benzinga, thì Việt Nam hiện nay đang dẫn đầu trước Ấn Độ trong việc thu hút các nhà sản xuất và các nhà đầu tư. Việt Nam có lợi thế nhờ giá nhân công rẻ và khả năng sản xuất cũng như xuất cảng hàng điện tử đã được kiểm chứng. Đồng thời, Việt Nam đã có thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ từ năm 2007. Bên cạnh đó là các chính sách và thủ tục đơn giản hơn so với Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng đang có những bước đi trong việc thu hút các nhà sản xuất nước ngoài. Chính phủ Ấn Độ đã giảm thuế nhập cảng để trợ giúp cho các hãng lớn như là Apple và Dixon Technology. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan tới hạ tầng cơ sở cũng như thời gian vận chuyển vẫn là rào cản lớn đối với sự phát triển của Ấn Độ trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo. Mặc dù có những ưu điểm về quan hệ chính trị với Trung Cộng, Thế nhưng, sự gắn bó này cũng có thể là một nguy cơ đối với Việt Nam khi mà Hoa Kỳ và các công ty quốc tế đang tìm kiếm sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Đối với cả hai quốc gia, đó là Việt Nam và Ấn Độ, thì việc cải thiện hạ tầng cơ sở cũng như đơn giản hóa chính sách có vai trò quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư FDI và sự cạnh tranh hiệu quả trên thị trường thế giới. Mang hàng trăm thỏi vàng lậu lên máy bay ra Hà Nội do quen biết, một vụ án buôn lậu vàng lớn vừa được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng và chuyển giao cho tòa án nhân dân thành phố Sài Gòn giải quyết, với sự liên quan của nhiều bị can, trong đó có bà Đặng Thị Thanh Hằng, chủ tiệm vàng ở Hà Nội và Sài Gòn. Bà Hằng bị cáo buộc tiêu thụ gần 300 kg vàng lậu trị giá hơn 15 triệu Mỹ kim. Theo cáo trạng, bà Hằng đã chỉ đạo em ruột là Đặng Nam Trung mang hàng lậu lên các chuyến bay ra Hà Nội thông qua việc quen biết nhân viên hàng không. Bằng cách này, họ đã mua tổng cộng 294 kg vàng lậu từ một đường dây buôn lậu được lập nhóm chat trên Telegram. Sau khi thỏa thuận mua hàng, tiền được chuyển qua những người quen làm thủ tục lên máy bay hoặc gửi tiếp viên hàng không để thanh toán. Đặc biệt, Trung, người làm việc cho bà Hằng thường được giao nhiệm vụ đi lại giữa Hà Nội và Sài Gòn để giao tiền nhận vàng. Mỗi khi làm thủ tục lên máy bay, Trung thường đi qua cửa kiểm soát VIP nhờ quen biết nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Những lần không thể thực hiện được, Trung lại nhờ nhân viên sân bay mang vàng qua cửa an ninh. Tuy nhiên, điều tra còn xác định được một số nhân viên biên phòng có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong việc giám sát. Nhưng do việc kiểm tra an ninh không phát hiện vật phẩm nguy hiểm nên không xử phạt được các cá nhân liên quan. Hiện công an đang chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng làm rõ. Hai phụ nữ tại Việt Nam tiêu tốn số tiền tương đương hơn 9 triệu 700 ngàn Mỹ Kim vào những game đánh bài và bị thua sạch hai phụ nữ tại Việt Nam đã tiêu hơn 9 triệu 700 ngàn Mỹ Kim vào các trò chơi đánh bạc trên Internet và cuối cùng bị thua hết. Cơ quan tố tụng xác định rằng Nguyễn Minh Thành, 35 tuổi và 10 đồng phạm của người này sẽ bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày mai 4 tháng 4 tại Tòa án quận Nam Từ Liêm ở Hà Nội. Nguyễn Minh Thành bị cáo buộc là đã cầm đầu một đường dây tổ chức đánh bạc trên các trò chơi bài online qua Internet, với số tiền giao dịch lên tới gần 48 triệu Mỹ Kim, trong khi người này thu về hơn 3 triệu 800 ngàn Mỹ Kim từ các hoạt động bất chính nói trên, thì các đồng phạm của Nguyễn Minh Thành cũng đã thu được từ vài tỷ cho tới hàng chục tỷ đồng Việt Nam. Ngoài Nguyễn Minh Thành và đồng phạm, còn có 42 bị cáo khác cùng bị truy tố về tội danh đánh bạc. Nhóm này chính là những người nướng nhiều tiền nhất vào các game đánh bài mà Nguyễn Minh Thành cũng như đồng phạm tổ chức. Hệ thống game đánh bài do Nguyễn Minh Thành thiết lập có hai trò chơi chính đó là Slot VIP và Vua Club. Người chơi cần phải nộp tiền mua đồng tiền ảo SOC để tham gia đánh bài với tỷ lệ quy đổi là 100.000 đồng mua được 100.000 đồng SOC các đại lý game thực hiện việc mua bán và đổi thưởng mang lại lợi nhuận tới hàng chục tỷ đồng Việt Nam mỗi tháng. Tuy nhiên, các nhà điều tra phát hiện ra rằng đa số những người chơi bài đều bị thua sạch. Chỉ trong vòng 4 tháng, tổng số tiền nộp vào game đánh bài lên tới gần 48 triệu Mỹ Kim và các tổ chức đánh bài hưởng lợi tới hơn 66 triệu Mỹ Kim. Trong số 42 bị cáo, có hai phụ nữ đã đổ vào đó nhiều tiền nhất, và cũng là những người thua nhiều nhất với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng Việt Nam mỗi người. Sau 6 năm, giá chung cư Hà Nội tăng 70% gần với thành phố Sài Gòn. Theo báo cáo của trang bất động sản.com.vn cho biết, hiện nay giá rao bán chung cư tại Hà Nội đã gần với thành phố Sài Gòn. Cụ thể vào quý 1 năm 2024, chung cư ở Hà Nội có mức giá trung bình là 46 triệu đồng một mét vuông, trong khi giá chung cư thành phố Sài Gòn là 48 triệu đồng một mét vuông. Ở thời điểm đầu năm 2018, giá rao bán chung cư tại Hà Nội và thành phố Sài Gòn lần lượt là 27 và 31 triệu đồng một mét vuông. Sau 6 năm, tốc độ tăng giá trung bình của chung cư ở Hà Nội lên đến 70%, vượt cả thành phố Sài Gòn nơi chung cư tăng giá 55% lý giải sự tăng giá mạnh của chung cư hà nội ông nguyễn quốc anh phó tổng giám đốc bất động sản com vn cho rằng có hai nguyên nhân chính thứ nhất nguồn cung chung cư ở hà nội còn hạn chế Thứ nhì, nhu cầu tìm mua chung cư tại Hà Nội vẫn cao. Đáng chú ý, lượng cầu này không chỉ đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc mà còn đến từ miền Nam. Dữ liệu lớn của bất động sản.com.vn tiết lộ thông tin đầy bất ngờ. Lượng quan tâm chung cư Hà Nội của người tìm kiếm bất động sản đến từ thành phố Sài Gòn tăng 7,5 lần từ quý 1 năm 2021 đến thời điểm hiện tại. Trong cùng khoảng thời gian, lượng tìm kiếm chung cư thành phố Sài Gòn của người ở thành phố Sài Gòn chỉ tăng 2 lần. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam. Hầu hết người dân tại Việt Nam đều mơ ước được chuyển đến sinh sống tại thành phố Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn đứng đầu danh sách các địa phương mà người dân của cả nước Việt Nam muốn đến để sinh sống. Tiếp theo đó là Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tin này được đưa ra trong bản báo cáo mang tên Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chánh cấp tỉnh ở Việt Nam gọi tắt là PAPI đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân vào năm 2023 Bản báo cáo này được công bố vào ngày 2 tháng 4. Đây là bản báo cáo nghiên cứu chính sách chung của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Trợ giúp Cộng đồng, gọi tắt là CICOS. Công ty phân tích thời gian thực hiện ATA và chương trình phát triển liên hiệp quốc, gọi tắt là UNDP của Việt Nam cho hay. Bản báo cáo thể hiện cảm nhận cũng như sự trải nghiệm ý kiến và kỳ vọng của 19.536 người trên khắp đất nước Việt Nam về tính hiệu quả thực thi chính sách pháp luật của nhà nước, việc quản trị của địa phương và sự cung ứng dịch vụ của các cấp chính quyền thông qua cuộc khảo sát PAPI được thực hiện từ tháng 8 cho tới tháng 11 năm ngoái. Những người tham gia cuộc khảo sát đại diện cho công dân của Việt Nam từ 18 tuổi trở lên thuộc nhiều thành phần khác nhau được bầu chọn ngẫu nhiên. Trong bản báo cáo này, có cuộc nghiên cứu về vấn đề di cư nội địa. Kết quả cho thấy thành phố Sài Gòn là địa phương mà người dân của các tỉnh thành khác muốn di cư đến nhiều nhất. Trong năm thành phố trực thuộc trung ương, ngoại trừ Hải Phòng thì 4 thành phố còn lại đều là những sự lựa chọn di cư mong muốn nhất của người dân Việt Nam. Số vụ chống đối cảnh sát giao thông tăng mạnh gần 40% liên quan đến nồng độ cồn. Ngày 3 tháng 4, cơ quan cảnh sát giao thông thông tin về hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trên cả nước trong quý 1. Đáng chú ý trong 3 tháng qua, số vụ vi phạm liên quan đến hành vi trên có xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ. Theo thống kê từ cơ quan cảnh sát giao thông trong quý 1 năm nay, 51 vụ chống lực lượng cảnh sát giao thông xảy ra trên cả nước, làm 21 cán bộ chiến sĩ bị thương. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 55 trường hợp, khởi tố 50 vụ, 54 bị can. Ngoài ra, một vụ và một trường hợp có liên quan đang được củng cố hồ sơ khởi tố. So với cùng kỳ, số vụ chống đối tăng 30 vụ. Trong đó, số vụ việc có tài xế đã sử dụng rượu, bia chiếm gần 40%. Chiếm tỷ lệ lớn nhất, đại diện cơ quan cảnh sát giao thông cho biết thời gian xảy ra các vụ việc tập trung từ 1 giờ chiều đến 10 giờ đêm hàng ngày tập trung chủ yếu trên các đường bộ tại các đô thị, thành phố lớn như Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng. Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách các tỷ phú trên thế giới năm 2024, trong đó có 6 người Việt Nam, bao gồm ông Phạm Nhật Vượng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty Vingroup, ông Trần Đình Long là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hòa Phát, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Vietjet, ông Trần Bá Dương là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Taco, ông Hồ Hùng Anh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Techcombank, và ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Masan. Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam khi sở hữu khối tài sản trị giá là 4 tỷ 400 triệu Mỹ Kim. So với năm ngoái, thì trị giá tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chỉ tăng 2.3%, tương đương với 100 triệu Mỹ Kim và đang đứng thứ hạng 712 trong danh sách những người giàu nhất của thế giới. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ tịch của hãng hàng không Vietjet cũng ghi nhận khối tài sản tăng 600 triệu Mỹ Kim để nâng lên mốc là 2.8 tỷ Mỹ Kim. Điều đáng chú ý, ông vua thép Trần Đình Long là tỷ phú ghi nhận số tài sản gia tăng mạnh nhất vào năm qua. Theo cập nhật của tạp chí Forbes, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát hiện nay nắm trong tay 2 tỷ 600 triệu Mỹ Kim, tức là tăng 40% so với năm ngoái.